bạn xem chụp tiếp xúc bộ máy ông phổ bạn ngày đi nhóm bạn là vừa tầm ná xong cắt nơi ở xa tập mới chắc đi nhóm mà bạn khơi nhà ông xây mẹ quạt ở coi xong lôi kê nơi ở chính nơi cái đảo nó đó chẳng là nhóm bạn đang ở đà từ tí nút đồng bây giờ xua nuông con đang ở tình chuyện bài chia sẻ lo cho chun quạt đang chun thả về cá quạt tình tuổi bà chẳng phục mai bằng bóng xong tới dù một nhóm đó có nghiệp ạ. Ông ơi, ông quay thế không? Hốc bái ông hốc bái vậy? Hốc bái dùm tên bái không? Bà mà, ông mà. Nè lụt bài. Vâng bái mà cái cho mát không? Mà ông mà, mà. Bài mà cho ông cho hốc xả lõi, ông hốc xả lõi vô không? Ông trong hôm sửa lối, hôm sửa lối này chẳng anh ông cho chất hôm bức chứa. Bà vô mán mốc vô ông vô. Ông bên chú mùi ông. Ông ấy chú mùi. Chú mùi kì. Thiên hì. Ai dụ mà này ông? Không phụ mua nữa. Không phụ mua cho tôi sẽ bấy nữa này đây ông. Tôi nó sẽ nó nào bấy nó sống nào bấy. Chẳng, ai nó chưa cách nó chưa cách phải về nhá. Bà ai miền con chào với ông? Hãy làm bằng pin sẵn nơi này đây mày. Được lại kia bà thò. Hãy chua tia kia nơi được gọi dạng mặt nào. Bà. Hãy ông ấy mà xong kia chẳng ban mà ngay mà đấy. Chẳng, tâm mau bị sốc hay bằng cười xong kia chẳng. Hãy ban mà đấy ông. Mà mấy mấy cái con. Con. Hãy chua tia kia mà khai mà nóng. Mà khai phèm đọc mơ nóng nè. Bà ấy ông ấy tâm lắng mà ngay vậy. Hãy nơi sống nó biên sự thơ sẽ thơ chạy ca ấy tì. Chẳng. Ở miền tây khai này khai phân liêng đâu? Ở miền chắc mà nó phụ nhầm phụ của anh với ai phụ là ngọt là ngọt ô hay. Ừ chân à? Dạ. Phụ của anh với nhầm bà? Phụ của anh với nhầm mịt về riêng phụ. Ừ chân à? Mà đành phân thì nó ngọt miền chà. Bà mịt riêng. Ai ở miền tập tư sẽ làm bằng bánh xong kê. Dạ. Còn ở bàn ru hai con với cái đá con để còn nơi tẹt chua lắm. Cô nó mày nó mùi miền trà trập mùi cái bôi là mùi mùi sạp ngay nó hay mùi đập bây giờ sạp ở đây hay chân mà nơi đi nơi chùa kia nơi đi nơi mình này ai gì dạ nơi bây giờ bọn nhưng bọn nhưng công sơ chia đáy đang tu mà bọn ai bọn nó có thơi kì bọn mình thấy cái nó đáng chứ còn thư có đáy lắm chân ai bọn của mày nó còn miền bài hộp vào đấy chúng ai còn đạm bằng cái chọp tiết tới bao nè bao ô bao này lỗ bay đạm ai còn mà bọp tiết hay mà hộp mà mục tiết đấy này còn miền bài hộp ai còn thơ cài cái bong ông ấy nợp tiền đây ban nợp tiền là ngon cái ban lùi nào tiền chua cái nợp vô tìm hộp ạ. Bà nhóm qua khơi nhóm ai coi xong lối kia nhóm nét nhóm ai ngay trong tình bài nhóm ai hôn đang ai hay ở miền lối ở mày thì tuôn
นั่งไงบายออมันบอลบายออมันใบป้อนนะใบป้อนหอบไปหมกเด็ดหอบอมหอบไปหอบย่อยหมกเด็ดปัญญาตะเตะไปអញ្ចឹងហ៎យកទៅមានស្លងខ្លោដល់យកពេញមានស្លងព្រៃបាទអញ្ចឹងអមឯងសូមដល់ទីអាយុប្រមាណអាយុប្រមាណ66ពូ66ឆ្នាំតែទៅព្រៃវែងហើយមកសុំគេទៅពេញនេះណាបាទហើយចុះបងខ្ញុំឲ្យលុយតិចតួចសុបាយចិត្តអត់ទេទៅពូឲ្យម៉ាស់ហើយអញ្ចឹងហ៎សុបាយចិត្តអត់អីពូបងមានពូអញ្ចឹងហ៎បាទចាំខ្ញុំឲ្យលុយខ្លះបាទបាទអ៊ំខ្ញុំឲ្យលុយអមៃខ្លះចាយណាឲ្យប្រហែលឲ្យតែខ្វាច់ទេបងដាក់ចេញឆ្នាំទៅទៅហូបដែរយូរអូខ្ញុំមិនមើលវាទេដល់ពីរនាក់ព្រោះយកមកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជូនលំឯងឃើញចំណាត់លំឯងឃើញសុំលុយគេណាអូនណាខ្ញុំជូនលំឯង 80,000 ណាអូនណាសុបាយចិត្តទេអូនបាទសុបាយចិត្តទេចាបាទបាទបានមានបានអញ្ចឹងហើយបាទហើយអង្គុយមើលថ្ងៃក្រោយអង្គុយដាក់លពោះទេបងពោះពោះទៅទៀតទេអង្គុយថ្ងៃក្រោយអង្គុយរៀងខិតចូលក្នុងបន្តិចកុំអង្គុយដល់ខ្នល់ហ្នឹងពេកដឹងពួកឯងបាទពីលោដែរពួកឯងមកកន្លែងបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នេះសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណហើយបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារខ្ញុំមើលឃើញអ្នកមីងគាត់អង្គុយនៅក្នុងចិញ្ចើមផ្លូវបាទអង្គុយនិយាយទៅអង្គុយនៅកណ្ដាលថ្នល់តែហ្មងវិញសុំលុយគេមើលទៅគួរឲ្យអាណិតពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំក៏បានទិញជាបាយអត់ជូនគាត់ពីប្រអប់នឹងសំឡោពីរមុខចឹងថាសំឡោគាត់ចូលចិត្តឆាក្តៅបាទហើយពីរប្រអប់នោះអស់2មកប្រអប់អស់$1ហើយពីរប្រអប់នោះអស់$2បាទហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានដកនៅថវិការបស់បងភីឡុងបាទមកថែម$20ទៀតបាទ80,000ស្មើនឹង$20ដើម្បីជូនទៅអ្នកមីងបាទដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយនៅជីវភាពបាទអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរជូនជ័យបាទជូនសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលទៅដល់បងប្រុសភីឡុងដែលជាម្ចាស់នៃថាវិការបាទហើយក៏សូមមកជូនមគ្គផលដែលសេចក្តីល្អនេះហ្នឹងហើយហើយបងជូនបងភីឡុងបាទសូមទទួលយកផងបងបាទជាពិសេសជូនពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសក្កបល័កកំបីឃ្លៀនឡើយបងបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ